Thưa quý vị, đến chiều nay không khí lạnh đã tác động tới hầu hết miền Bắc và phần lớn miền Trung, gây giảm nhiệt mạnh, nhiều nơi đã chuyển rét. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 10 đến 14 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 3 độ, kèm nguy cơ cao xảy ra băng giá, sương muối. Gió tiếp tục thổi mạnh cấp 3, riêng vùng ven biển là cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc miền Trung trời rét với mức nhiệt thấp nhất đêm nay từ 12 đến 17 độ, trong đó từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ. Hàn Quốc đang trải qua đợt lạnh sâu nhất trong mùa đông năm nay, với nhiệt độ ở hầu hết các địa phương được ghi nhận ở quanh mức là âm 10 độ C. Nhiệt độ ở thủ đô Seoul sáng hôm nay được ghi nhận ở mức âm 18 độ C. Song do có gió to nên cảm nhận trên thực tế còn xuống thấp tới âm 28 độ C. Trong hôm nay và ngày mai thì dự báo tuyết sẽ rơi dày trên 70cm ở vùng núi trên đảo Jeju và đảo Dokdo. Các hãng hàng không Hàn Quốc đã buộc phải tạm ngừng khai thác các chuyến bay nội địa do cảnh báo giá rét và tuyết rơi dày. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo tránh các vụ tai nạn do đường trơn trượt trên đường từ quê về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc, đợt không khí lạnh này là do khối không khí lạnh tích tụ ở Siberia tràn xuống bán đảo Triều Tiên, khiến cho nhiệt độ giảm mạnh.